Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, năm 2017, cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức chương trình khởi nghiệp quốc gia nhằm tiến gần hơn đến mục tiêu cả nước có 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020. Ngay từ những ngày đầu năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã phát động chương trình khởi nghiệp 2017. Đây là chương trình do VCCI khởi xướng từ năm 2013. Đến nay đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia với 3.800 dự án và ý tưởng kinh doanh. Trong đó, nhiều dự án đã được triển khai trên thực tế. Bên cạnh phát động khởi nghiệp năm 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng đã trao quà cho 6 dự án xuất sắc nhất cuộc thi khởi nghiệp 2016. Trong đó, 3 giải cao nhất đều thuộc về các dự án khởi nghiệp trong nông nghiệp như dự án trang trại gà cái con của nhóm sinh viên trường Đại học Đại Nam, dự án sản xuất kinh doanh rau mầm của nhóm sinh viên trường Đại học Thái Bình và dự án sản xuất và kinh doanh cá biển sạch của nhóm bạn trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Thừa Thiên Huế, thay vì trùng tu những hạng mục bị hư hại và giữ lại những hoa văn trang trí giá trị, trong quá trình trùng tu bia quốc học ở Huế thì đơn vị tư vấn thiết kế đã bỏ toàn bộ để thay thế bằng lớp vữa mới. Theo hồ sơ, dự án và ghi nhận tại hiện trường, công trình này đã được bóc khoảng 80% phần vữa tô nguyên bản cùng các hoa văn, họa tiết trang trí. Lớp tường mới được chát hoàn toàn bằng chất liệu mới, hoa văn trang trí và màu sơn được làm mới hoàn toàn. Với phương án trùng tu này, nhiều nhà nghiên cứu tại Huế đã có ý kiến phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, đơn vị thiết kế dự án cho biết, phương án thi công đã được Ủy ban nhân dân thành phố Huế phê duyệt với mức kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng. Đơn vị thiết kế cũng khẳng định việc trùng tu này không thể đúng 100% nguyên gốc, nhưng đã tôn trọng tối đa yếu tố gốc. Toàn bộ hoa văn trang trí, màu sắc của công trình được làm mới theo đúng nguyên gốc, vẫn còn lưu lại trên công trình. Bia quốc học thực chất là đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong được xây dựng vào năm 1920. Để tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung Kỳ đã tử trận trong cuộc chiến của nước Pháp chống lại Đức hồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phục dựng Phương Đình tại Gò Kim Châu. Trong thời gian vừa qua, dư luận quan tâm về việc một số người lén lút xây đền, lập phủ, tổ chức hầu đồng tại Gò Kim Châu nằm trong khu vực Hồ Văn, một thành phần của khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. Chính quyền địa phương và ban quản lý di tích đã thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn hành động xâm hại di tích cấp quốc gia đặc biệt này. Sau đó, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã có cuộc tiếp xúc để lắng nghe ý kiến của nhân dân. Xét thấy nguyện vọng sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân ở khu vực này là hợp lý, trung tâm đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án phục dựng Phương Đình trên đảo Kim Châu. Ý tưởng và đề xuất nói trên không tách rời phương án bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể của khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám một cách bền vững, mang lại hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị, Hội chợ xuân tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ hơn 20 năm nay đã trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên thì năm nay do Trung tâm Triển lãm này đã chuyển công năng thành chung cư nên Hội chợ xuân sẽ được chuyển về Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, do diện tích Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội nhỏ hơn Trung tâm Triển lãm Giảng Võ trước đây, nên Hội chợ xuân năm nay sẽ chỉ có quy mô bằng một nửa mọi năm. Khoảng 500 gian hàng trưng bày trên diện tích 5.000 m². Hội chợ thu hút 300 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh của 35 tỉnh thành trên cả nước bày bán các loại trái cây Nam Bộ, thủy hải sản, rượu, chè, thực phẩm, chế biến, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đồ thờ cúng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ban tổ chức phối hợp với các đơn vị quản lý thị trường, quản lý tiêu chuẩn chất lượng, sở y tế thường xuyên giám sát và kiểm tra chất lượng hàng hóa bán tại hội chợ. Hội chợ xuân Giảng Võ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 1 năm 2017. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 1, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một công ty đổ chất thải trái phép ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài Lợi là đơn vị vận chuyển chất thải cho công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đang đổ chất thải trái phép ra bãi đất trống, cũng thuộc khu vực do chợ Bình Điền quản lý. Số bùn thải ước khoảng hơn 40 mét khối, tất cả đều bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường của khu vực. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, ước tính mỗi ngày có từ 4 đến 6 xe ba gác đi đổ trái phép với tổng số bùn trên 2 tấn mỗi ngày.
Hiện cơ quan công an phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra, phục vụ cho việc điều tra, đồng thời yêu cầu ban quản lý chợ Bình Điền nhanh chóng thu dọn số bùn đã đổ trái phép. Ngày 12 tháng 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương đã tiêu hủy hơn 6.000 sản phẩm là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong năm 2016. Số hàng này chủ yếu là hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm như máy khoan, linh kiện, thiết bị điện, đường ăn, bột ngọt, nước tăng lực. Cao điểm phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Trong đó tập trung kiểm tra các mặt hàng người dân tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 Công an Bình Thuận kiểm tra cơ sở chế biến hải sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải do bà Đỗ Thị Điểm làm giám đốc ở khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, thì phát hiện một can nhựa chứa khoảng 3 lít chất lỏng màu trắng không mùi. Đại diện cơ sở khai nhận dùng chất này để trộn với xương cá làm cho xương cá mềm, trắng, sau đó xay nhuyễn rồi trộn làm khô cá bò bán ra thị trường. Xương cứng cỡ nào cũng mềm nhũn và trắng tinh. Được biết, trung bình một ngày cơ sở này sản xuất khoảng 300 kg cá bò khô bán ra thị trường. Cơ sở này cũng rất mất vệ sinh, khu vực sản xuất có nhiều ruồi nhặng, nước thải không qua xử lý được đổ trực tiếp ra môi trường. Hiện số tang vật bị lập biên bản để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, giá gừng xuống thấp kỷ lục đang khiến cho không ít người nông dân thua lỗ. Tuy nhiên ở Quảng Ngãi thì nhiều người trồng gừng lại đang tránh được thực tế đáng buồn này bằng cách là tự chế biến gừng làm mứt Tết. Những ngày này, những người trồng gừng ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi luôn tất bật với mùa thu hoạch gừng Tết. Thay vì bán toàn bộ gừng cho các thương lái, thì anh Chúng và nhiều hộ dân trong vùng tự học cách làm mứt gừng truyền thống để bán Tết. Bây giờ một ký gừng tư bón mấy 30 mình thì sau giờ mình tổ được ý, mình riêng mất ra mình bón thành phẩm 100.000 ký thì nó cũng lợi nhuận cho được bà con. Thì nói chung là một sò mà bình thường gừng thì nó nằm có 4 tọa đến 5 tọa trên sò. Đi mất mà được hết sò thì nó nằm có dòng mười mấy hơi sức tiểu trên sò. Thay vì bán toàn bộ gừng tươi khi thu hoạch như các vụ gừng Tết trước đây, năm nay các hộ nông dân trồng gừng ở Quảng Ngãi đã bỏ công sức ra làm mứt gừng truyền thống để bán mứt gừng kiếm lời. Với năng suất 500 kg củ tươi, sau khi được chế biến thành mứt, người trồng gừng thu nhập hơn 40 triệu đồng một sào, cao gấp 3 lần so với bán củ gừng tươi cùng thời điểm. Đó chất lượng, nó không có ảnh hưởng đến chất độc, quá chất hay thuốc chảy nhiều đó, không có cái gì đó. Nó thơm, nó bất gừng. Nên nó ngon đặc biệt chúng chỗ đó. Lựa chọn cây gừng đưa vào thâm canh trên đất gò đồi Bạc Màu kết hợp với nghề làm mứt truyền thống, cách làm này vừa giúp nông dân tiêu thụ được gừng tươi, vừa nâng cao giá trị sản xuất và nhất là không còn bị thương lái ép giá hay thua lỗ khi thị trường gừng không có đầu ra. Thưa quý vị, English Champion, một cuộc thi tìm kiếm học sinh giỏi môn tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông từ khối lớp 4 đến lớp 8 trên cả nước đã chính thức được khởi động mùa thi thứ 5. Và năm nay thì lần đầu tiên English Champion thay đổi hình thức thi tập trung sang thi online trong hai vòng thi đầu tiên, cũng như là thay đổi hình thức thi ở vòng 3, vòng 4 theo hướng loại thí sinh trực tiếp. Theo đó thì mỗi thí sinh sẽ đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia và làm các bài thi cố định theo thông báo của ban tổ chức. Ngoài việc tuyên truyền cho các học sinh, phụ huynh về ý thức tự giác, ban tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin để áp dụng các cơ chế chống gian lận thi cử, đảm bảo đánh giá sát nhất năng lực, trình độ của mỗi thí sinh. Dự kiến sẽ có gần 30.000 thí sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên cả nước tham dự với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng và không thu bất kỳ một khoản phí nào đối với các thí sinh. Các em học sinh có thể tìm hiểu thể lệ và đăng ký tham gia cuộc thi tại địa chỉ www.englishchampion.edu.vn. Ngay sau đây là một số tin tức về tình hình an ninh trật tự. Hôm qua, cơ quan công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bất ngờ phát hiện 4 xe mô tô vận chuyển gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu, Châu Thành, nhận thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra, thì các đối tượng đã quăng xe cùng tang vật tẩu thoát theo nhiều hướng. Hiện phương tiện cùng tang vật đang được công an thị trấn An Châu lập hồ sơ chuyển về công an huyện Châu Thành để điều tra, xử lý theo quy định.
Sáng ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng Lê Đức Hòa, sinh năm 1985, ngụ khóm 5, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi trộm cắp tài sản. Lấy mác là nhân viên sửa chữa máy, đối tượng Lê Đức Hòa lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý đã ra tay lấy trộm một đầu cảm biến của máy X-quang trị giá hơn 70 triệu đồng. Trong lúc định tẩu thoát, đối tượng bị chủ cơ sở phát hiện báo công an. Tại cơ quan công an, Hòa khai là nhân viên sửa chữa dạo, không có cơ sở kinh doanh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng qua tại ấp Thượng 1, xã Thường Thời Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn điện giật từ bẫy chuột khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hậu, 51 tuổi, ngụ ấp Thượng 1, xã Thường Thời Tiền, huyện Hồng Ngự. Theo người nhà cho biết, do lúa bị chuột cắn phá nhiều, ông Hậu đã dùng dây kẽm kéo xung quanh ruộng lúa nhà mình, sau đó gắn điện vào để bẫy chuột. Khoảng 17 giờ chiều qua, ông một mình đi vào ruộng và thực hiện việc bẫy chuột bằng điện, nhưng đến khuya vẫn chưa về. Người thân gọi điện nhưng không có ai nghe máy. Đến khoảng 4 giờ sáng, người nhà đi vào ruộng tìm thì phát hiện ông Hậu đã tử vong, nằm ngay trên đường dây kẽm đang còn mắc điện. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ. Hôm qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao 14 cá thể động vật rừng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương. Số lượng động vật rừng bàn giao gồm 9 con tê tê có trọng lượng 28 kg và 5 con rùa có trọng lượng 3 kg. Đây là tang vật thu giữ từ vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2017. Trước đó, qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hồng Chi và Trần Văn Tuyến đều trú tại Nghệ An đi xe biển kiểm soát của Lào có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên khi xe lưu thông trên quốc lộ 8A qua địa bàn xã Sơn Diệm. Bản tin trưa ngày 13 tháng 1 đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.